Xin chào thầy và các bạn, em tên là Đỗ Quang Anh, học lớp IDK43. Hôm nay em xin trình bày về công xúc tu sĩ. Trên màn hình các bạn đang nhìn thấy là hình ảnh một vị huấn luyện viên người Đức. Ông ấy đã cho tay vào để gãi bi của mình và sau đó đưa lên mũi để ngửi. Vậy cái vấn đề đặt ra ở đây là hành động của huấn luyện viên đội tuyển Đức có phải là công xúc tu sĩ hay là không? Để trả lời cho câu hỏi đó thì chúng ta phải biết được công xúc tu sĩ là gì. Công xúc tu sĩ được định nghĩa ngắn gọn là làm cho người khác cảm thấy hổ hẹn ở nơi công cộng. Để cấu thành tội công xúc tu sĩ thì phải kể đến 3 yếu tố: có sự kiện vật chất, mang tính chất công khai và có ý định phạm tội. Thứ nhất, sự kiện vật chất thì phải có một cử chỉ, hành động khiến cho người khác cảm thấy xấu hổ, sượng sùng, e hẹn khi trông thấy. Ví dụ như khi vén quần lên đi tiểu, hoặc bài chỗ kín, hoặc quan hệ sinh lý với nhau ở nơi mà người qua đường có thể trông thấy. Thứ hai, tính cách công khai. Đây là yếu tố chính để cấu thành tội công xúc tu sĩ. Yếu tố công khai có thể được chứng tỏ qua những sự kiện xảy ra nơi qua lại có thể trông thấy bởi người thứ ba hoặc nhiều người, ví dụ như huấn luyện viên tuyển Đức đó. Cuối cùng là ý định phạm tội. Ban đầu, các tòa cho rằng ý định phạm tội cũng là một yếu tố cần thiết trong cấu thành tội công xúc tu sĩ. Nếu không có ý làm người khác trông thấy thì không phạm tội. Quay về câu hỏi lúc ban đầu, vậy thì huấn luyện viên làm như vậy thì có phải là công xúc tu sĩ hay là không? Thì theo em, câu trả lời là có, bởi vì đó là chính là hành động lấy tay đưa vào gãi bon của mình và hỡi đã làm cho những người khác cảm thấy ngại ngùng khi bắt gặp, và quan trọng nhất là nó xảy ra ở một nơi có rất rất là nhiều người.